Đây gọi là học tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, các đại Bồ Tát chẳng học tánh thâm sâu của sắc, cũng chẳng học đây là tánh thâm sâu của sắc, đây gọi là không chủ tánh thâm sâu của sắc. Đối với thọ tưởng hành thức, chẳng học tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, cũng chẳng học đây là tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức, đây gọi là không chủ tánh thâm sâu của thọ tưởng hành thức. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa này rất thâm sâu, khó có thể so lượng, khó có thể chấp thủ, không có hạn lượng, thì khó tin hiểu, chỉ nên thuyết cho các Bồ Tát ở địa vị bất thối kia thôi. Vì sao? Vì những vị ấy nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa này, tâm chẳng hoảng hốt, sợ hãi, nghi ngờ, tâm rất tin hiểu, không sanh hỉ báng. Trời Đế Thích hỏi cụ thọ Xá Lợi Tử: Nếu vì các Bồ Tát chưa được thọ ký kia mà thuyết bát nhã ba la mật đa sâu xa, sẽ mắc tội gì? Xá Lợi Tử bảo Trời Đế Thích: Khi nghe những người kia sẽ hoảng hốt, sợ hãi, nghi ngờ, chẳng thể tin hiểu hoặc sanh hủy báng, do đây gây tạo, làm tăng trưởng nghiệp cảm, đọa ác thú, chìm trong ba đường ác, chịu khổ lâu dài nặng nề, khó chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì vậy không nên vì họ thuyết giảng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Trời Đế Thích thưa: Có trường hợp nào Bồ Tát chưa được thọ ký mà nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng sợ hãi, hoảng hốt, nghi ngờ, rất tin hiểu, chẳng hủy báng không? Xá Lợi Tử đáp: Có. Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát này đã phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề lâu rồi, đã tu hạnh của đại Bồ Tát lâu rồi, chẳng bao lâu sẽ được thọ ký đại Bồ Đề. Này Kiều Thi Ca, đại Bồ Tát nào nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng sợ hãi, hoảng hốt, nghi ngờ, không hủy báng, lại rất tin hiểu, phải biết đại Bồ Tát này đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Nếu là người chưa được thọ ký thì bất quá sẽ ở chỗ một Đức Phật hoặc hai Đức Phật, nhất định sẽ được thọ ký đại Bồ Đề. Bấy giờ Phật dạy Xá Lợi Tử: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát nào học đại thừa lâu dài, phát đại nguyện lâu dài, tu hạnh lớn lâu dài, cúng dường nhiều Đức Phật, phụng sự nhiều thiện hữu, căn lành thành thục, nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa, tâm chẳng sợ hãi, hoảng hốt, nghi ngờ, tâm tin hiểu sâu xa, thích lắng nghe thọ trì, đọc tụng, cung kính cúng dường, tư duy đúng lý, thuyết giảng cho người khác, hoặc lại biên chép như lời dạy mà tu hành, thường không biếng nhác. Này Xá Lợi Tử, do nhân duyên đó, nên dù sanh ở chỗ nào, đại Bồ Tát này luôn được gặp Phật, thường nghe chánh pháp, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, gặp được Phật nào đều được Phật thọ ký, không bỏ qua. Khi ấy Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nay con muốn nói một vài thí dụ nhỏ, cúi xin Ngài hứa cho. Phật dạy Xá Lợi Tử: Tùy ý ông cứ nói. Khi ấy Xá Lợi Tử thưa: Bạch Thế Tôn, như các thiện nam tử vân vân trụ đại thừa này mộng thấy chính mình ngồi tòa Bồ Đề nhiệm màu, phải biết người này cần chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Như vậy nếu có các thiện nam tử vân vân được nghe bát nhã ba la mật đa, tâm rất kính tin, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng nói, truyền bá rộng rãi, phải biết người này học đại thừa lâu dài, căn lành thành thục, hoặc đã được thọ ký đại Bồ Đề, hoặc gần được thọ ký đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như có người đi dạo qua đồng nội, gặp khúc đường nguy hiểm, dài hàng trăm do tuần, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 500. Thấy phía trước là thành ấp Vương Đô, nghĩa là gồm ruộng, vườn, cây cối, người thả trâu, vân vân. Thấy như vậy liền nghĩ, thành ấp Vương Đô cách đây chẳng xa, nghĩ như vậy rồi thân tâm thư thái, chẳng sợ ác thú, giặc cướp, đói khát. Những thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát thừa cũng lại như vậy. Nếu nghe bát nhã ba la mật đa hết lòng kính tin, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng, truyền bá rộng rãi, phải biết người này chẳng bao lâu sẽ được thọ ký đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, không rơi vào hàng thanh văn và độc giác. Vì sao? Vì đã được thấy nghe cúng dường cung kính bát nhã ba la mật đa sâu xa, là tướng trước của vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn ví như có người muốn xem biển cả, lần lượt đi tới một thời gian lâu mà không thấy núi rừng nữa, liền nghĩ, này thấy được như vậy chắc biển cả chẳng còn xa. Vì sao? Vì gần bờ biển mặt đất thấp dần nên không có các núi rừng. Bấy giờ tuy người kia chưa thấy biển cả, nhưng thấy được cảnh tượng ấy gần cả nên vui mừng. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa cũng lại như vậy. Khi được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, hết lòng kính tin, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng, truyền bá rộng rãi, phải biết chẳng bao lâu người này sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Vì sao? Vì đã được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là tướng trước của quả vô thượng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như vào mùa xuân, cây hoa quả vân vân, lá vàng rơi rụng, cành nhánh lại xanh tươi. Mọi người thấy vậy nghĩ chẳng bao lâu lá xanh sẽ nhú ra, đơm bông kết trái. Vì sao? Vì các cây này đã hiện ra tướng của lá hoa quả mới. Những thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa cũng lại như vậy. Khi được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, hết lòng kính tin, thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng, truyền bá rộng rãi, phải biết chẳng bao lâu người này sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Bạch Thế Tôn, ví như người nữ mang thai lâu ngày, thân thể di chuyển nặng nề, đi đứng không yên, ăn uống ngủ nghỉ đều giảm sút, chẳng thích nói nhiều, biếng nhác công việc thường ngày, vì chịu khổ đau nên mọi việc đều trễ nải. Mẹ kế thấy dáng vẻ vậy, biết ngay người nữ này chẳng bao lâu sẽ sinh. Các thiện nam tử vân vân trụ Bồ Tát Thừa cũng lại như vậy. Nếu được nghe Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, hết lòng kính tin, thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép thuyết giảng, truyền bá rộng rãi, phải biết chẳng bao lâu người này sẽ được thọ ký Đại Bồ Đề, mau chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chuyển pháp luân vi diệu, độ vô lượng chúng hữu tình. Bấy giờ Phật khen Xá Lợi Tử, hay thay, hay thay, ông đã khéo nói được thí dụ của Bồ Tát, phải biết đều nhờ thần lực của Như Lai. Hết quyển thứ 545.